số 780, Phật thuyết Thập Lực Kinh, Hán dịch Tam Tạng Sa Môn, Vật Đề Đề Tê Ngư, Chùa An Tây, Liên Hoa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ngủ tại khu vườn rừng Kỳ Đạt Cốc Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Phật bảo các bí xô: các ông nên biết chư Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác có đầy đủ 10 lực. Như đủ 10 lực nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chuyện pháp chuyện bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gồm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Mười lực nghĩa là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, nhận biết đúng như thật về xứ, nhận biết đúng như thật về phi xứ, cả hai đều nhận biết đúng như thật. Chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với xứ, nhận biết đúng như thật là xứ, đối với phi xứ, nhận biết đúng như thật là phi xứ. Nhận biết đúng như thật về xứ phi xứ nên gọi là trí lực xứ phi xứ thứ nhất. Do đầy đủ lực này nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chư bánh xe pháp vô thường thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử do đại chúng. Lại nói với các nghiệp của hữu tình trong quá khứ, hiện tại và vị lai, các pháp hỗ tương nhau đưa đến quả dị thục. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác để nhận biết đúng như thật. Chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật các nghiệp của hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai, và các pháp hỗ tương nhau đưa đến quả dị thục nên được gọi là trí lực nghiệp dị thục thứ hai. Và đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Là nếu Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với sự tạp nhiễm thanh tịnh của tỉnh lự đẳng trừ giải thoát đưa đến các cảnh giới khác nhau đều nhận biết đúng như thật. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật sự tạp nhiễm thanh tịnh của tỉnh lự giải thoát đẳng trì đưa đến cảnh các cảnh giới khác nhau nên được gọi là trí lực tỉnh lự giải thoát đẳng trì thứ ba. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chư bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Lại nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật các căn tánh hơn kém của các hữu tình. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật về những căn tánh hơn kém của các hữu tình nên được gọi là trí lực căn thượng hạ thứ tư. Do đầy đủ lực này nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chư bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Là nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật về mọi loại thắng giải ưa thức khác nhau của các hữu tình. Chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật về mọi loại thắng giải ưa thức khác nhau của các hữu tình nên được gọi là trí lực chủng chủng lạc nhục thắng giải xét biệt thứ tập thứ năm. Do đầy đủ lực này nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chỉ bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử cho đại chúng. Là nói Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với các loại cảnh giới khác nhau của các hữu tình trên thế gian đều nhận biết đúng như thật. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật các loại cảnh giới khác nhau của các loại hữu tình trên thế gian nên được gọi là trí lực chủng chủng chư giới trí lực thứ sáu. Do đầy đủ trí lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chư bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Lại nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật về hành động đưa đến các cõi của các hữu tình. Chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác nhận biết đúng như thật về hành động đưa đến các cõi của các hữu tình nên được gọi là trí lực biến thú hành thứ bảy. Cho đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Là nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với các tất cả sự việc trong vô lượng đời trước của các hữu tình. Giả sử một đời cho đến 10 đời, hoặc 20 đời cho đến 100.000 đời, hoặc vô lượng đời, hoặc một kiếp tăng giảm cho đến vô lượng 100.000 các kiếp tăng giảm đều nhận biết đúng như thật. Các là hữu tình với bao nhiêu tên gọi, chỗ ở như vậy, chủng 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 tánh như vậy, ăn uống như vậy, khổ vui như vậy, đời sống có thời gian dài ngắn như vậy, mạng sống ở nơi kia hết thì sinh đến nơi này, mạng sống ở nơi này hết thì sinh sang chỗ khác, mạng sống ở nơi kia gồm có các hành, các tưởng, các thức đều nhận biết đúng như thật. Như thế gọi là trí lực túc trụ thứ tám. Như đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh,
có lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Lại nữa đối với các loài hữu tình, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác dùng thiên nhãn thanh tịnh cho việc vượt hơn người, thấy được khi sống lúc chết, dung mạo hoàn hảo hay không hoàn hảo, các hành hơn kém của các loài hữu tình để nhận biết được như thật cả các việc thiện hay bất thiện, để đến quả báo thiện hay bất thiện. Là thấy các hữu tình có các hành động ác về thân miệng ý nghiệp, chứ mai hiền thánh có các tà kiến lớn tạo các tà kiến, do đầy đủ các nghiệp duyên này nên sau khi chết bị đọa vào ba đường ác. Ta thấy các loài hữu tình phát sinh các hành động thiện về thân miệng ý nghiệp, tôn sùng hiền thánh, không hủy bán chánh tính tâm chánh kiến, nên có các nghiệp chánh kiến, do đầy đủ các nghiệp duyên này nên sau khi chết được sinh lên cõi trời. Tất cả Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đều nhận biết đúng như thật, như thế gọi là trí lực sinh tử sinh thứ chín. Do đầy đủ lực này cho nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác tôn quý thù thắng dụng mạnh tự tại cho bến xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử và đại chúng. Lại nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với các tỉnh lự vô lậu đạt tâm giải thoát và giải thoát tự chứng và an trụ trong thông tuệ nhận biết đúng như thật. Sự sống ta đã hết, phạm hạnh đã lập rồi, việc cần làm xong, không sinh lại đời sau. Giờ Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đối với các tỉnh lự vô lậu đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát tự chứng và an trụ trong thần thông và trí tuệ, nhận biết đúng như thật. Sự sống ta đã lập rồi, phạm hạnh đã lập rồi, việc cần làm xong, không sinh lại đời sau. Đấy gọi là trí lực lậu tận thứ 10. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử cho đại chúng. Khi Thế Tôn thuyết giảng kinh ấy xong, các chúng bí xô, các hàng trời đồng dạ xoa tại đất Ba A Tô Lạc đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm.